gọn lên mà không có dao cắt xẻ trên người tôi nha quý vị. Tôi là tôi sợ mấy vụ đó đó. Cảm giác rồi. Sao cái mặt của đang gọn quá. Săn cơ lên luôn. Rất là ưng luôn á chị Mai. Nó rất là kỳ diệu luôn á. Rất là tin tưởng của BBT Mai.